Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Các luật sư tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thành Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Luật sư Trần Minh Hải hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về việc SCB đang quản lý 649 tài sản có nguồn gốc của bị cáo Lan. Theo luật sư Hải, bị cáo Lan đang thụ hưởng 649 tài sản này, nhưng các tài sản chưa được tính khấu trừ vào để giảm thiệt hại trong vụ án. Bị cáo có đồng ý giao 649 tài sản này cho SCB khấu trừ thiệt hại không? Luật sư hỏi bị cáo Lan. Bị cáo Lan trình bày, tôi đồng ý nhưng không phải giảm thiệt hại vì tôi không làm gì sai. Tôi cho SCB mượn tài sản để giải quyết các vấn đề tài chính của SCB nhưng phải định giá đúng giá trị tài sản. Liên quan đến 649 tài sản này, cáo trạng thể hiện quá trình tạo lập các hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã đưa 1.166 mã tài sản để đảm bảo cho 1.284 khoản vay. Tổng giá trị tài sản đảm bảo đã bị nâng khống ghi nhận trên sổ sách là 1.265.504 tỷ đồng tại thời điểm định giá lại các mã tài sản trên. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, đối với 1.166 mã tài sản, để đảm bảo cho 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan, thì công ty thẩm định giá Hoàng Quân SCB thuê thẩm định lại. Chỉ định giá 726 mã tài sản, 440 mã tài sản còn lại không định giá vì các tài sản là cổ phần cổ phiếu quyền tài sản bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản, một số tài sản không thuộc phạm vi định giá lại. Đồng thời, trong 726 mã tài sản có giá trị định giá được, công ty thẩm định giá Hoàng Quân cũng cho rằng có 209 mã tài sản không đủ điều kiện pháp lý để tiến hành xử lý tài sản vì không có hợp đồng thế chấp cầm cố, hợp đồng thế chấp chưa được công chứng, tài sản chưa đăng ký, giao dịch đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho bị cáo để đưa vào SCB, giúp SCB giải quyết bài toán kinh tế tài chính trong ngân hàng. Bên cạnh đó, theo bị cáo Lan, bị cáo không gây thiệt hại cho SCB nhưng cam kết đưa tài sản của mình vào để giúp SCB khắc phục hậu quả. Khi được hỏi về số hút cổ phần của bị cáo Lan, và bạn bè tại SCB, bị cáo Lan trình bày sẽ ủy quyền số cổ phần của bị cáo, đồng thời có thể trao đổi với bạn bè của bị cáo để ủy quyền toàn bộ số cổ phần cho ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, cần hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày cụ thể hơn, nếu được hội đồng xét xử hỗ trợ, bị cáo có thể liên hệ với các cổ đông nước ngoài này, không hủy ngang cổ phần tại SCB, từ đó có thể đảm bảo một phần nào thu hồi khắc phục thiệt hại cho SCB. Thông qua câu hỏi của các luật sư, các lãnh đạo SCB khai, từ trước đến nay họ không làm việc với các cổ đông nước ngoài và do Trương Mỹ Lan thực hiện. Theo cáo trạng tính đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan sở hữu chi phối 1 tỷ 394 triệu 253 393 cổ phần ngân hàng SCB, chiếm 91,536% vốn điệu lệ, do 27 pháp nhân cá nhân đứng tên giúp. Trong số 27 pháp nhân này, có 5 pháp nhân là cổ đông nước ngoài là Noble Capital Group Limited 9,4%, Glory Capital Investment Limited 4,6%, Galaxy Capital Investment Development Limited 4,6%, Day Glory Development Limited 4,6%, Reagan Fund Investment Limited 4,6% luật sư Phan Trung Hoài, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người đầu tiên tham gia xét hỏi. Ông Phan Trung Hoài đã đặt câu hỏi đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB nhằm làm rõ vai trò của Trương Mỹ Lan tại ngân hàng SCB, mối quan hệ giữa Trương Mỹ Lan và các bị cáo này. Về tầm ảnh hưởng của Trương Mỹ Lan tại SCB, Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB khai, Trương Mỹ Lan thường mở các cuộc họp với sự tham dự của Dũng cùng Trương Khánh Hoàng, khi đó giữ quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB. Trần Thị Mỹ Dung, khi đó là phó tổng giám đốc ngân hàng SCB để bàn về công việc tại ngân hàng. Bùi Anh Dũng thừa nhận, trong thời gian làm việc tại SCB, tất cả vấn đề từ kinh doanh đến nhân sự, mình đều xin ý kiến Trương Mỹ Lan. Theo bị cáo Dũng, Trương Mỹ Lan là người kinh doanh giỏi và được nhiều người kính nể trên thương trường. Lý giải về vai trò của mình tại ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng cho hay bản thân có xuất phát điểm từ nhân viên ngân hàng nên đến khi làm chủ tịch hội đồng quản trị, Dũng chỉ nghĩ mình như những nhân viên khác đi làm thuê cho ngân hàng. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB khai, Bản thân bắt đầu làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 9 năm 2022 với cương vị phó tổng giám đốc. Có nhiệm vụ quyền hạn trong việc phê duyệt cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của mình. Dung cho biết trên hồ sơ pháp lý, Dung được Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB tiến cử làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, trên thực tế, việc bổ nhiệm Dung là do Trương Mỹ Lan quyết định. Dung thừa nhận thường xuyên gặp và trao đổi công việc với Trương Mỹ Lan trong thời gian làm việc tại SCB. Bên cạnh đó, Dung còn nhận chỉ đạo trực tiếp từ Lan để truyền đạt chỉ đạo các thành viên tại ngân hàng SCB, hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng. Dung thừa nhận, biết việc Trương Mỹ Lan đưa tài sản của mình vào SCB để tái cơ cấu ngân hàng, trong đó giai đoạn bắt đầu từ năm 2012. Trương Mỹ Lan có đưa một số tài sản như tòa nhà Sài Gòn Times Square, chợ vải, khách sạn Windsor vào tái cơ cấu để làm phương án vay mới, nguồn tiền để trả nợ cho các khoản vay cũ. Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Dung không thấy Trương Mỹ Lan đưa tài sản vào để tái cơ cấu SCB. Tương tự, bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB cho biết, Trương Mỹ Lan là người đề cử mình lên làm phó tổng giám đốc ngân hàng vào tháng 5 năm 2021. Trước khi làm việc ở SCB, Hoàng từng làm ở các công ty tập đoàn bất động sản. Sau đó, thông qua Nguyễn Phương Hồng gặp và được Trương Mỹ Lan bổ nhiệm làm lãnh đạo ngân hàng SCB. Bị cáo Hoàng Khai, dưới góc nhìn của mình, Trương Mỹ Lan là người đỡ đầu của ngân hàng SCB, đa phần các tài sản thuộc quyền quản lý của Lan. Lan là người quyết định điều hành hoạt động của SCB. Việc bổ nhiệm lãnh đạo SCB thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, nhưng Trương Mỹ Lan là người đề bạc bổ nhiệm các vị trí cấp cao ở SCB. Ngoài ra, việc tái cơ cấu các khoản nợ của SCB đa phần thuộc về nhóm của Trương Mỹ Lan. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, trả lời câu hỏi của đại diện cơ quan công tố, bị cáo Nhàn cho rằng tại thời điểm thanh tra ngân hàng SCB, bà không quen biết bị cáo Trương Mỹ Lan. Thông qua bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB mới biết bà Lan là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cổ đông lớn nhất tại SCB. Bị cáo nhàn khai, cuộc gặp giữa bà với bị cáo Lan là theo yêu cầu của Võ Tấn Hoàng Văn để đề nghị bà Lan bán bớt tài sản để trả nợ cho ngân hàng vì khi thanh tra thấy nợ của chủ đầu tư với ngân hàng rất lớn. Về câu hỏi khi ban hành kết luận thanh tra, gặp và bàn bạc gì với bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Nhàn trả lời cuộc gặp không có trao đổi với bị cáo Trương Mỹ Lan rằng không đưa ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Liên quan đến số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ nhận của SCB trong quá trình thanh tra ngân hàng này, bà Nhàn cho rằng bản thân nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn hoàn toàn thụ động. Sau khi nhận tiền, bà đã liên hệ Văn để trả lại nhưng cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB không đến lấy hội đồng xét xử ngất lời đại diện viện kiểm sát, bị cáo nhàn và hỏi bị cáo nhận tiền mấy lần. Bị cáo nhàn xác nhận lời khai trước đó là nhận 4 lần, tổng cộng số tiền là 5,2 triệu đô la Mỹ. Bác lời khai của bị cáo nhàn, chủ tọa phiên tòa nói, nhận tiền 4 lần sao là thụ động. Nếu bị cáo không có ý thức nhận thì nhận lần đầu rồi đem trả, nhưng bị cáo vẫn nhận lần 2, 3, 4. Quá trình viện kiểm sát chất vấn, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thắc mắc nhiều người trong đoàn thanh tra cũng nhận tiền giống như mình, nhưng chỉ mỗi bà bị truy tố về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử cũng phân tích trong số các bị cáo nhận tiền thì bà Nhàn nhận số tiền nhiều nhất, về tội danh viện kiểm sát truy tố đúng hay sai, hội đồng xét xử sẽ đánh giá xem xét cũng trong phần xét hỏi đại án Vạn Thịnh Phát, trả lời trước hội đồng xét xử về các công ty sân sau giúp Trương Mỹ Lan rút ruột ngàn tỷ đồng từ ngân hàng SCB, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc SCB khai, với các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, trong đó có công ty Dầu khí Đông Phương thì tất cả đều có hợp đồng vay, có mục đích vay đã giải ngân cho nhóm Đông Phương, nhưng tiền thì bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đông Phương sử dụng Nguyễn Thanh Tùng từng được biết đến là đại gia dầu khí, chủ tịch công ty cổ phần dầu khí Phương Đông, người bị khởi tố trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát do cấu kết với Trương Mỹ Lan cho mượn pháp nhân, lập hồ sơ vay vốn, rút tiền của SCB rồi cùng bà Lan sử dụng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và Đào Trí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông có hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tùng đã cấu kết với Trương Mỹ Lan, chỉ đạo Đào Trí Kiên thực hiện các hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút 1.720,88 tỷ đồng từ ngân hàng SCB để Lan và Tùng sử dụng. Xong, theo cơ quan công tố, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Trí Kiên không biết rõ mục đích chiếm đoạt và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan, nên đã khởi tố Nguyễn Thanh Tùng và Đào Trí Kiên về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng là có căn cứ. Hành vi của Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB hơn 850 tỷ đồng, Đào Trí Kiên gây thiệt hại hơn 356 tỷ đồng.